Acrylic đó. Tạo áo dâm mà nặng lắm đó nha bè. Sai lưu vực của tóc lật luôn, tóc vương màu đen. Ok, tiếp theo mình sẽ cho bông này của nắp lật. Hello, hello mọi người, có ai đây? Don chẳng. Hello Don. Nè, cái gì này Don ơi. Nó là màu đen, giải thích màu đen nổi rồi. Hello Don. Xin nha. Mày kiếm bột, khai bột rồi. Thì cứ tháo trước cho con ấy nó tới thì làm, còn không làm không tháo, không ấy thì làm luôn. Ừ. Cái hỏi gì em ta đón, hỏi em đón. Chào, không chào lại em đón này. Đó làm em đón.
Jonathan. À, Jonathan giờ ghê quá rồi, trời ơi. Bích chóc Jonathan. Bữa nào gặp Jonathan nha. Để làm anh em mình làm một nhóm nha, Jonathan. Nhìn nó móng được sạch sẽ nè, foundation thôi nó dụ chỗ này thôi, lại nó mỏng mà dưỡng khách này nó không biết làm gì, dưỡng khách màu đen thôi, màu đen thì nó sẽ màu đen. Đây là loại này, 1, 2, 3. Nếu như vậy thì phải chạy nha. Đập thấy nó sẽ đổ bọt. Rồi rút xuống. 1, 2, 1, 2. Ở giữa. Sorry nha, đắp cũng không thấy camera. Hello Daniel. Thank you Daniel. Cam mấy màu đen mình đắp kỹ thôi, nó cũng lem, nó mệt lúc lát tay nó chụp hình cũng được. Làm xong lát lên mình tay màu đen chụp được. Coi này, cục thứ hai mà. Cục hai lấy chút xíu thôi. Bỏ lên đây, cũng đợi 1, 2, 3, 4 này. Tẩy vô giữa, tẩy vô giữa, tẩy vô giữa. Bút xuống, bút xuống, bút xuống. Vét hai bên. Vét hai bên.
mấy cái màu đậm á, thường thường đắp nó sát xíu, tại lát còn dạy kêu cô thường hay dễ bị mất cột chút xíu. Sạch sẽ không? Gọn gàng sạch sẽ không? Chưa có ly á, mà có ly cái gì? Bao lâu tiền? Có làm không người anh em? Cho coi đắp màu đen này anh em ơi. Hộ xe line spray rồi chứ mày. Thôi thiện quý thầy đi nào. Đinh nó hỏi mày kìa Thiện ơi. Rồi có rồi, chờ lát ai ra làm con đó thôi cô. Để làm gì chưa mà sao thấy rảnh nó rỗi vậy. À, bóng này nó dài quá, lại cái cọng mình đắp nhỏ quá thì mình đắp ba cục, hai cục ba cục không quan trọng. Lại mấy cái màu đen này nữa. Phải cấp nó. Nó chảy mà nó nhanh khô nữa. Đắp nhìn sướng không? Mướt. Rồi, thêm cục nữa. Cho nó chắc. Tầm cục đăng like nữa mà làm bể dĩa không kỹ. Đó, đẩy vô. Quả áo cam á. À, thấy gọn gàng sạch sẽ không? Cái đó mày. À, hello Thiện. Hello, mình đi lấy thằng màu đi tay mà lấy thằng màu sẽ đi tay okay. Đắp cái món này bỏ chú ấy kêu lại chứ không. Thank you.
quên lấy áp lực thắng trước. Cục thứ hai mấy ông già toàn phải đắp một và đắp hai cục này, ông già phải đắp một cục khó lắm, đắp cũng đắp được nhưng khi được đắp được thì cũng cực mình nữa, thôi đắp hai cục đi chọn chắc nha, đi làm cực mình thì vậy. Hồi xưa em có hay đắp một cục lắm, mấy anh từ ngồi đi học về ra hết đắp một cục rồi. Mình khó thắng đó, một cục mà nhanh công nhận một cục nhanh hơn thật, rồi móng nó đâu không đẹp. Oh my god, clear that. Làm một ngón trước đi. Thank you.
nắp lịch. Này một con em. Con mày gắt đi. Con mày gắt. OMG 36. À, giờ làm gì nữa là mày bị cắt bột hả? Nghe mày bị cắt bột hả? Cắt bột chơi. Cảm ơn. Con chú luôn. Bỏ vô ném 1, 2, 3, 4, 5. Em thấy dao anh nhỉ? Để con dao đi, đi con dao. Có đồ nào không lấy cắt mày cắt luôn chứ sao? Nó hên quá, má rớt lòi cục thịt từ chiếc mẹ luôn, hên không có cục thịt. Cái gì? Ừ. Xíu biết
nhưng muốn mà thành master là phải đi học thôi, bắt buộc phải có người chỉ. Còn một con livestream là để thành biết hết cũng khó lâu, muốn đốt cái giai đoạn phải đi học thôi. Có người chỉ biết mình sai cái nào cũng sửa được chứ không, mình làm theo nhiều khi không đúng không ra nữa, khổ. Dịch người ta làm ra mình làm đứt ra. Bỏ đá chứ không có lắc cái hông á là nó đó. Cái màu trắng này lát mình design lên không? Cái sụp kem sao đâu. Lát mình design lên thôi đấy. Nhưng cũng khe lắm. Cũng không khe màu, nó bị dơ xíu rồi. Nó bị mò bò. Cái đỏ đi. Lát cái này nó dơ cái màu thường design cho đó. Cái này nó cũng freestyle rồi. Má, dạy vậy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Thằng này được. Thằng này được. Đích thị là con tao. Đúng á. Mày chữ ngoài mày hồi xưa thấy không giống như giờ, thấy càng ngày càng giống tao đó. Chế độ mấy ăn bò bà để thấy giống lòng mát thế nào. Ừ, càng ngày càng giống bè. Đứa sau thì đụng á, tao biết giống mày đó. Đúng đi. Nếu có đẻ nữa đứa nữa là tao biết đứa nào đó. Chỉ có tao mà biết rồi đó. Đắp sạch sẽ, gọn gàng sạch sẽ, cưng liền.
rồi cắt cái bỏ một màu trắng vô. Không có chị cắt cái này cắt. Thôi để cắt lắm nha mấy bạn. Được rồi nha, sẽ ăn xong còn lấy giữ này cắt được nha. Cái chắc kìa. Dưới lưu vật cắt tiếp. Cái chắc kìa. Thế nó hơi đơn điệu ha, để bỏ thêm cái gì vô nữa, để xíu nha mấy bạn. Được, mấy cái store này hết rồi vậy. Hello. 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 H
Sorry. Relax. Đúng rồi, đang để dài khó chịu nhé. Nhìn vậy cho ok nha. Đó là phi tài này, chưa biết làm gì nữa. Tới đâu mình chơi tới đó. Thì anh phải làm gì chứ, anh nói xin lỗi không vậy hả?
nha. Cái này xỉ răng xong còn cắt bột được nha, đừng dùng cũ nha. Hoặc là cắt bột xong rồi để lại xỉ răng, tùy đường nào cũng được. Hello idol. Đâu? Thì thôi, mang đơn giản. Cái đó là một hai cái đó hay xui đẹp 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 thôi chứ sao vậy, hơi sai mà. Các ai có ai đi thì chỉ thêm thì chỉ nha, mình tới đây là xong rồi đó. Lá gắn đá lên là không thôi, cũng không gì vẽ rồi. Tùy nữa thôi. Khác của mình đi lại.
It's no idea, but don't. Hmm. That's the design. I don't have the idea yet. Oh, you don't. Just do and you like did it. Do, yeah, do and do. No, để phải cho nó chạy, nó mới trồng chứ không nó chạy, nó mới trồng. Trồng design là đừng ít khi mà design hết 14 ly luôn. Nghe phone nè, về mát nữa. Nghe phone đi.
Coi như ai xét giờ nó tắt hay sao ta, mà tới hồi nó lạnh như ta, nó nóng như ta. Mẹ thấy lên lại rồi, tới bật xuống bật lên lại rồi mọi người. Hoặc còn ai chắc người ta nghĩ chắc ai xét giờ sao. Số 1, mày điên hả? Mày thấy số 1 hả? Có số 1 hả? Có không có mày? Ủa chứ giờ để biết có số 1 luôn á. Ừ. Đồ mày ấy. Vậy là mày của bắp rồi. Người ta số 1 là Bon Air đó. Cái là giống như Plumber vậy đó. Lấy cái phone, nó phone đâu vậy? Làm nail đã cực rồi, cho lên nóng nữa, mẹ nó chủ như cục cức. Ca giúp mặt người mới lạnh lên không? Ca giúp mặt cho mấy lạnh lên cơm. Ừ, nóng quá vậy. Má em nghĩ chắc mấy lạnh bị gì rồi đó. Sao mà cái mặt cứ chừng 2-3 tiếng là nó tắt à. Hả? Cái gì? Đâu? Anh lấy ghế anh che mấy này coi. Thì anh khiêng cầu thang lên đi. Cầu thang nằm ngay đây mà. Cầu thang mày hai người biết kêu mày chết. Gì có người thôi anh ơi, anh lý. Ok, em khiêng ra được một mình. Em khiêng ra được một mình là anh làm nha. Ok. Em nghĩ là cái thang đó mà em chỉ cần nhắc một bàn tay thôi. Ừ. Nhiều khi cũng đâu ai giống mày đâu, đúng không? Đâu ai mạnh bằng em như em đâu. Ngồi đổ quá. Mát cái ngày nó cũng bữa vô đầu mày. Ủa má ngồi lát nó tắt cái lạnh đó. Ủa mẹ. Mẹ làm nail đã cực rồi, đủ mát nó còn cho làm nóng nữa. Mẹ chủ cả gì như cục tức.
Mày nghĩ tiền mẹ thế rồi. Có ai nhận tiền nhận thợ không? Giờ mới bật mà. Bi nó mới hỏi mày lụm á, mày mắc tưởng cặp gì mà đụng á. Ủa anh biết có số 1 hỏi kìa. Lai chuyên lụm á, không biết cái này hả? Bi kêu mày mắc tưởng gì mà đụng á, vô hỏi có số 1 hay không mà sao. Hello Bi, thấy không Bi? Thấy gì không Bi? Nè Bi, mỏng nè Bi. Nè. Nhớ nha. Nè, lát dũa thì đừng mát, để cái dũa đứng thẳng rồi dũa vô nha. Nè. Canh cho từ từ rồi dũa vô, ok. Dũa gì đâu mà đụng nó méo như cái gì méo. Còn nó không? Còn thằng lên tiếng đi. Thank you.
Thôi mình chạy thật với lần trước. Cho nó sạch sẽ hết, anh lắp mình chạy chơi còn nhẹ thì nó là sao. Đen, mấy màu đậm. Thì bọc nhỏ nhỏ chạy không mất rồi. Nên là chuyên nữa, còn nhẹ thôi. Không chảy máu. Tiền chảy máu rồi mình cười. Lên xăm á.
không dục thích đồ sao nó không nhìn nó lụm ái rảnh thế đem xuống giùm xíu đi. Ừ, mỗi người một món thôi rồi. Mỗi người một món thôi đó rồi má lại sạch rồi cái kia. Đâu mà. Nghe giống thịnh. Mấy chị 75 nha. Mấy chị 75 không? Cái này nữa. Nhiều. Tôi 85 hả? Tại nãy em có báo nó 75, 80. Đây nó móng thật à. Đấy 80 hả? Báo 85 lấy giá lấy tiền chưa? Ok lấy 80 hả? Tại móng thật mà đâu gắn móng đâu. Thank you.
Đèn bé lấy. Ok ba em. Sunny. How you feel, Sunny?
Em làm cái gì mà tính 120 mà chạy vậy? Ok. Can you wash your hands with water, okay? Just water on. Okay, bye mọi người.